cây này này, với cả rau đang lớn thế này. Nào xịt đều vào nhá, ở trong có cây nữa đấy. Nữa đi con, nữa đi. Nữa nào. Con nhìn cây nào, cây này được tưới chưa? Sao nó bị đổ? Không sao, không sao, tưới đi. Nào cây ở trong thế nữa kìa. Cây ở trong con tưới rồi. Đây, cây tưới từng cây một. Cây nào mà chưa có nước thì phải tưới tiếp. Nào. Hết rồi bố. Hết nước rồi gì? Được chưa? Được rồi. Đấy, cây đấy là cây gì con biết không? Không. Cái đây là cái móc mật. Còn cây này là gì? Có biết cái này cái gì không? Không. Cái đu đủ.